Ô tô 360 xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Theo vẫn như chương trình là hôm nay là ô tô 360 của chúng tôi lại nhận được một đơn hàng tiếp theo. Gần như là trong tuần nào của chúng tôi cũng bán được xe ạ. Chúng tôi bán xe liên tục ạ, cho nên là sau đây là chúng tôi sẽ hôm nay là chúng tôi sẽ có một cái đơn hàng này ạ. Đây là chiếc xe Ford Ranger 2014 màu đen này ạ. Tôi cũng đã quay hôm trước cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Tôi lại quay qua lại về cái táp lô táp bi cho quý vị và các bạn cùng xem, vì là tôi đang đánh chiếc xe này lên cho khách đấy ạ. Tôi đang ship chiếc xe này lên cho khách, cho nên tôi quay qua cho quý vị và các bạn cùng xem đấy ạ, toàn bộ về cái phần táp lô của xe. Chiếc xe này chúng tôi cũng đã quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn từ hôm trước rồi ạ. Xe cũng đã được chủ xe độ lên rất nhiều đồ, từ cảm biến lùi, camera sườn. Đây là cái màn hình đằng trước là cái màn hình đang hiển thị camera sườn đấy ạ. Tôi có thể bật lên hoặc chúng tôi có thể tắt đi. Và trên đó là cái cảm biến lùi đấy ạ. Tôi đã giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái xe này rồi ạ. Hôm nay là khách ở Sơn Tây muốn đi mua chiếc xe này, và tôi sẽ đánh chiếc xe này tận lên Sơn Tây để giao dịch với khách, vì là đang trong tình trạng dịch bệnh Covid, cho nên là khách cũng không muốn xuống trung tâm thành phố Hà Nội để mua chiếc xe này, mà muốn tôi phải đánh chiếc xe này tận lên trên Sơn Tây, tức là nhà của khách hàng, để khách hàng cùng xem. Chúng tôi trong cái dịp này thì chúng tôi hỗ trợ bán xe, nếu như khách ở tỉnh thì chúng tôi cũng đánh là giáp biên Hà Nội, tại vì là dịch bệnh này chúng tôi cũng không được đi ra khỏi Hà Nội. Nếu như đi ra khỏi Hà Nội, ví dụ như xuống Hải Phòng, Hải Dương là chúng tôi bị cách ly. Đây là chúng tôi đang đi qua con đường đua F1 rồi đấy ạ, sân vận động Mỹ Đình. Tôi sẽ quay toàn bộ về cái chặng đường F1 này cho quý vị và bạn cùng xem, vì là nhiều người chưa biết về cái đường đua F1 này mà tôi đang đi qua đấy ạ. Đường mới làm rất là đẹp, đi rất là êm ạ. Vì là có rất nhiều, nhất là các khách hàng từ trong miền Trung, miền Nam thì chưa biết đến cái đường đua F1 này. Chứ nếu như mà cái đường Hà Nội này thì chúng tôi đi qua suốt ngày. Đây là chính là cái đường đua F1 mà công trình đang phải dừng lại vì dịch Covid đấy ạ. Đây chính là cái đường đua F1. Rất là đẹp rồi ạ. Và nếu như quý vị và các bạn có nhu cầu mua bán xe thì mời quý vị và các bạn liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem trực tiếp tại cửa hàng chúng tôi thì là mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử những chiếc xe cũ còn mới nhất, còn tốt nhất mà chúng tôi đang bán ạ. Và tất cả những cái xe tại cửa hàng chúng tôi thì chúng tôi cũng đều quay và đăng lên cái kênh ô tô 360 này ạ. Chúng tôi phục vụ tất cả các khách hàng mọi lúc mọi nơi, nhưng mà trong cái lúc bệnh dịch như thế này thì là quý vị và các bạn phải gọi điện hẹn trước vì cửa hàng chúng tôi đóng cửa. Chúng tôi đóng cửa không mở hàng vì đang bị bệnh dịch. Cho nên là nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe thì phải liên hệ với chúng tôi trước. Và xe chúng tôi cũng mua vào và bán ra liên tục. Cho nên những chiếc xe chúng tôi up lên đây, có những chiếc xe mà chúng tôi up lên chỉ vài hôm là chúng tôi đã bán. Cho nên nếu như quý vị và bạn quan tâm đến chiếc xe nào thì mời quý vị và các bạn cũng gọi điện cho chúng tôi trước để xem còn không ạ. Bây giờ chúng tôi đang đi trên con đường chuẩn bị ra đường quốc lộ 32 rồi đấy ạ. Vâng, đây chính là quốc lộ 32 mà chúng tôi đang đi thẳng lên Sơn Tây để giao dịch với khách hàng chiếc xe Ford Ranger sản xuất 2014 màu đen số tự động này đấy ạ. Chúng tôi phục vụ khách hàng mọi lúc mọi nơi theo yêu cầu của khách hàng ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang ship lên trên Sơn Tây để bán cho khách hàng tại Sơn Tây ạ. Khách hàng cũng đã cho địa chỉ và chia sẻ vị trí cho tôi rồi, cho nên tôi đang đánh lên trên Sơn Tây đấy ạ. Quý vị và các bạn theo dõi đến cuối clip để xem chúng tôi giao dịch chiếc xe này như nào ạ. Quý vị và các bạn xem clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip và share clip để giúp chúng tôi có động lực làm nên những clip up lên kênh ô tô 360 này để phục vụ cho quý vị và các bạn. Và quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh để đón nhận những clip mới nhất mà ô tô 360 chúng tôi upload lên cái kênh ô tô 360 này. Tất cả những xe chúng tôi mua về chúng tôi sẽ làm clip và chúng tôi up lên kênh này. Nếu như quý vị và các bạn đăng ký kênh thì quý vị và các bạn sẽ được đón nhận những clip mới nhất khi chúng tôi up lên cái kênh này. Clip nào thì YouTube của các bạn sẽ
báo là chúng tôi đã vừa mới đăng clip mới, cho nên quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh để đón nhận những clip mới nhất mà ô tô 360 chúng tôi up lên đây ạ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn đang trên con đường 32, đã qua địa phận Phúc Thọ rồi đấy. Chúng tôi cũng sắp đến Sơn Tây rồi, chỉ còn km nữa thôi thì chúng tôi cũng đến Sơn Tây. Hãy cố xem clip hết để đến cuối clip này thì thấy được cái việc giao dịch chiếc xe Ford Ranger 2014 của chúng tôi nè. Nếu như quý vị và các bạn có nhu cầu mua bán hoặc có thể trao đổi xe ô tô cũ thì xin quý vị và các bạn liên hệ theo hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem trực tiếp tại cửa hàng chúng tôi thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được đi xe, để được xem xe và lái thử những chiếc xe ô tô cũ còn đẹp nhất, còn tốt nhất ạ. Chúng tôi phục vụ quý vị và các bạn 24/7 ạ. Đấy, tôi đang đi với tốc độ 80 km/h, đang trên quốc lộ 32 đấy ạ. Cũng đang muốn là nhanh chóng để gặp khách hàng, để khách hàng đang sốt ruột ạ, vì khách hàng cũng đang đợi tôi và hẹn là tôi rồi ạ. Bây giờ tôi đã đi lên đến thị xã Sơn Tây rồi đấy ạ. Quý vị và bạn cùng theo dõi clip ạ. Đây là thị xã Sơn Tây, chúng tôi cũng đã gần đến nơi rồi, chỉ còn hơn 2 km nữa thôi tôi đến cái vị trí mà khách hàng chia sẻ cho tôi. Vâng, và tôi đã đến cái vị trí mà khách hàng vừa chia sẻ cho tôi ạ. Toàn bộ cái đường này nó giống như kiểu công trường hay là bãi cảng gì đấy, cho nên nó rất là bẩn ạ, toàn bụi than bẩn kinh khủng luôn ạ. À, đây nó là cái trạm bê tông Sơn Tây. Đây là cái trạm bê tông Sơn Tây. Và toàn bộ xung quanh đây nó là toàn bụi than, nó là cái cảng, kho cảng than gì đấy ạ. Than màu đen và chiếc xe màu đen thì rất hợp với cái hoàn cảnh chỗ này rồi ạ. Trong khi tôi chờ đợi khách hàng ra giao dịch thì tôi quay qua cho quý vị và các bạn cùng xem cái xung quanh cái vị trí này và vị trí và cái xe này để thấy cái xe này nó rất hợp với cái hoàn cảnh ở nơi đây ạ. Chúng tôi rất là bận nên là chỉ có một mình tôi đi cái chiếc xe này lên để giao dịch với khách hàng thôi. Lát nữa xong thì tôi sẽ bắt taxi để trở về. Cho nên là có một mình tôi thì không có người hỗ trợ để quay lại cái clip, quay lại cái việc giao dịch này. Nếu như mà lát nữa tôi mà không quay được cái trong cái lúc giao dịch thì quý vị và các bạn hãy thông cảm nhé. Vì trong cái lúc giao dịch thì còn cho khách xem xe này, còn tư vấn này, còn cho khách đi thử này. Nếu như khách ok rồi thì còn lại phải làm việc về giá này. Làm việc giá xong lại còn phải nhận tiền. Nếu như khách hàng mà chuyển khoản thì đơn giản, chứ nếu như khách hàng lại trả bằng tiền mặt thì lại phải đếm tiền, cũng rất là vất vả mà lại không có người để quay lại cái clip đấy ạ. Nếu như mà tôi không quay được thì cũng xin quý vị và các bạn cũng hết sức thông cảm ạ. Và hơn cái điện thoại của tôi hôm nay tôi mang theo là tôi không chuẩn bị trước nên nó cũng đã sắp hết pin rồi. Có thể là tôi không quay tiếp theo được nữa đâu. Xin quý vị và các bạn hãy thông cảm ạ. Thank you.